Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay ở miền Bắc vẫn nhiều mây âm u do trường gió đông đông nam thổi từ biển vào, mang nhiều nguồn ẩm tích tụ hình thành những tầng mây dày khiến độ ẩm trong không khí khá cao, nhất là vào thời điểm đêm và sáng sớm. Tình trạng mưa phùn nhỏ với lượng không đáng kể cũng xảy ra ở nhiều nơi. Sương mù dày đặc vẫn còn xuất hiện ở vùng núi cao và cả ở khu vực ven biển khiến cho tầm nhìn giảm thấp. Trong 2 ngày tới, mặc dù trường gió đông đến đông nam vẫn duy trì nhưng cường độ sẽ yếu dần đi và thay vào đó là vùng áp thấp nóng bên phía tây phát triển và mở rộng hơn về phía đông, khiến cho nền nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ sẽ tăng cao lên. Trời sẽ không còn nhiều mây và âm u như những ngày trước. Các tỉnh ở tại phía Đông Bắc Bộ sẽ có nắng nhiều hơn, cùng nhiệt độ cao nhất có khả năng lên tới 26 đến 28 độ, thậm chí có nơi thuộc vùng núi là xấp xỉ 29 độ, trời chỉ còn lạnh về đêm và sáng. Trong khi đó, ở tại khu vực Tây Bắc Bộ thì do nằm gần vùng áp thấp nóng nên trong 2 ngày tới trời không mưa, độ ẩm không khí giảm thấp vào lúc giữa trưa cùng nhiệt độ cao nhất ngày có khả năng tăng lên tới ngưỡng trên 33 độ nên thời tiết oi và nóng. Tuy nhiên, đến khoảng tối và đêm ngày thứ tư, tức là ngày 9 tháng 3, thì các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc khiến thời tiết sẽ có những chuyển biến rõ rệt. Trời sẽ chuyển nhiều mây và nhiệt độ giảm nhanh. Mức nhiệt độ toàn vùng trong ngày không vượt quá ngưỡng là 22 độ ở các tỉnh phía Đông. Các tỉnh phía Tây cũng chỉ ở dưới mức 25 độ. Trong 2 ngày tới, ở các tỉnh miền Trung thì vẫn tiếp tục đà tăng nhiệt. Ở tại khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế có mức nhiệt cao nhất lên tới 29-32 độ. Đặc biệt trong ngày 9 tháng 3, vùng núi phía Tây của khu vực các tỉnh như là Tương Dương, Tây Hiếu, Con Cuông ở Nghệ An, Hương Sơn, Hương Khê ở Hà Tĩnh, Tuyên Hóa ở Quảng Bình, Nam Đông ở Huế, nhiệt độ có thể lên cao đỉnh điểm và xấp xỉ tới mốc 34-35 độ. Với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời vẫn nắng nhiều và hầu như không có mưa. Mức nhiệt cao nhất ngày tăng thêm và dao động trong khoảng là từ 30 cho đến 33 độ. Đến khoảng ngày 10 tháng 3 thì cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc, thời tiết ở tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có chuyển biến với mưa nhỏ rải rác xuất hiện trở lại, nên nhiệt độ giảm nhanh và trời sẽ chuyển lạnh ở tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong đỉnh điểm của mùa khô, chính vì thế mà thời tiết tiếp tục nắng nhiều và khô hạn. Nơi có nền nhiệt độ cao hơn cả trong 3 ngày tới vẫn là các tỉnh thành thuộc khu vực miền Đông Nam Bộ như là ở tại Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lên tới 35-36 độ. Đi kèm với nhiệt cao là độ ẩm không khí giảm thấp, khả năng xuống đến 40-50%. Ngay cả ở tại vùng cao nguyên thì nhiệt độ cũng lên cao, dao động trong khoảng là từ 32-34 độ, một số nơi thậm chí còn xấp xỉ 35 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết cho các vùng biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong 2 ngày tới, ở tại khu vực Bắc và khu vực giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió có hướng Đông Nam đến Nam với cường độ là mạnh cấp 4. Trong khi đó, khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, gió có hướng Đông Bắc với cường độ yếu. Từ ngày 10, thì gió Đông Bắc ở tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và phía Bắc của Biển Đông hoạt động mạnh dần ở khoảng cấp 6 và giật trên cấp 6, biển động, nên các tàu thuyền hoạt động trên khu vực cần phải hết sức lưu ý. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay và tiếp theo là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.